bạn, phần tiếp theo chương trình truyền hình Vĩnh Long 1 tối nay và đợi sáng mai là chương trình Trái Tim Nhân Ái. Được chúng tôi đang mong với phim hoạt hình Chuyện Của Đốm tập 126 với câu chuyện Chia Sẻ Mệnh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 43 của bộ phim truyện Việt Nam Chỉ Một Tình Yêu phát sóng vào lúc 19:40. Và trong giờ phim truyện vào lúc 20:30 sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai tập tiếp theo của bộ phim truyện Đài Loan Phong Thủy Thế Gia phần 1. 22:00 thời sự quốc tế, 22:15 phim truyện Việt Nam Bên Lề Tội Ác tập 15. 23:00 sẽ là chương trình Nhìn Ra Thế Giới. Đón xem chương trình Khám Phá phát sóng vào lúc 2:20. 3:25 chương trình Trái Tim Nhân Ái. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Chương trình Trái Tim Nhân